nghịch ly chiến trường Ukraine cỗ máy chiến tranh Nga sống khỏe nhờ thứ tối quan trọng của phương Tây. Hơn một tỷ đô la Mỹ chất bán dẫn tiên tiến từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu đã được đưa vào Nga trong năm ngoái. Cỗ máy chiến tranh Nga chạy bằng linh kiện phương Tây Tại thành phố Izhevsk của Nga, nơi đặt nhà máy sản xuất súng trường Kalashnikov, các trung tâm mua sắm đang được chuyển đổi thành nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Các nhà sản xuất vũ khí đã được kêu gọi làm việc suốt ngày đêm để cung cấp cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Theo truyền thông địa phương, các công ty quốc phòng đã mua ít nhất 3 trung tâm mua sắm ở Izhevsk để tái sử dụng cho mục đích sản xuất máy bay không người lái. Bao gồm cả máy bay không người lái tấn công Lancet mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là một trong những vũ khí mới hiệu quả nhất mà Nga đưa ra chiến trường năm ngoái. Lancet có chi phí sản xuất khoảng 35.000 đô la Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tấn công của quân đội Nga. Giống như nhiều hệ thống vũ khí của Nga, Lancet được trang bị đầy đủ các thành phần của phương Tây một phân tích hình ảnh của máy bay không người lái được Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ISIS có trụ sở tại Washington công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy chúng chứa một số bộ phận từ các nhà sản xuất Mỹ, Thụy Sĩ và Séc, bao gồm các thành phần phân tích và xử lý hình ảnh đóng vai trò then chốt cho phép máy bay không người lái tiếp cận mục tiêu trên chiến trường. LANCET không phải là UAV duy nhất được phát hiện có chứa các thành phần của phương Tây. Một phân tích riêng công bố vào tháng 11 năm 2023 kết luận rằng hầu như tất cả các linh kiện điện tử trong máy bay không người lái Sahed 136 của Iran mà Nga hiện đang sản xuất, với sự giúp đỡ của Iran để sử dụng ở Ukraine đều có nguồn gốc từ phương Tây. Vũ khí phương Tây chống lại vũ khí phương Tây ở Ukraine Khi Moscow khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước sản xuất lớn từ Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Á đã nhanh chóng áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một loạt mặt hàng được coi là quan trọng đối với ngành công nghiệp vũ khí của Nga. Nga nhanh chóng trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới, khoảng 16.000 người và công ty phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và lệnh kiểm soát xuất khẩu do Liên minh 39 quốc gia áp đặt. Các hạn chế xuất khẩu dày đặc đến nỗi kính dâm, kính áp tròng và răng giả cũng nằm trong danh sách cấm. Nhưng khi xung đột đã bước qua mốc thời điểm 2 năm, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vẫn không ngăn được dòng thiết bị điện tử và máy móc tiên tiến tiến vào Nga. Một điều tra của Nikkei Asia cho thấy xuất khẩu chất bán dẫn từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, Trung Quốc sang Nga đã tăng gấp 10 lần ngay sau khi xung đột nổ ra, phần lớn trong số đó là từ các nhà sản xuất Mỹ. Bên cạnh đó, theo dữ liệu mật của cơ quan hải quan Nga mà Bloomberg thu được, hơn 1 tỷ đô la Mỹ mặt hàng bán dẫn tiên tiến từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu đã được đưa vào nước này vào năm ngoái. Một báo cáo gần đây của trường kinh tế Kiev cho thấy nhập khẩu các linh kiện được coi là quan trọng cho chiến trường chỉ giảm 10% trong 10 tháng đầu năm 2023 so với mức trước xung đột Ukraine. Báo cáo lưu ý rằng điều này đã tạo ra tình trạng mà trong đó, quân đội Ukraine chiến đấu bằng vũ khí của phương Tây chống lại kho vũ khí của Nga cũng sử dụng các linh kiện của phương Tây. Đầu cuộc chiến, Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, đã phân tích 27 hệ thống quân sự của Nga, bao gồm tên lửa hành trình tổ hợp tác chiến điện tử và hệ thống thông tin liên lạc và phát hiện ra rằng chúng chứa ít nhất 450 linh kiện do nước ngoài sản xuất, cho thấy sự phụ thuộc của Nga vào hàng nhập khẩu. Một trong những cách thức chính mà Nga né tránh sự kiểm soát xuất khẩu của phương Tây là thông qua việc trung chuyển qua các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và các quốc gia láng giềng từng thuộc Liên Xô cũ. Bloomberg đưa tin vào tháng 11 năm ngoái rằng trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng của phương Tây, UAE đã đồng ý hạn chế xuất khẩu hàng hóa nhạy cảm sang Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét động thái tương tự. Các quan chức Kazakhstan đã công bố lệnh cấm xuất khẩu một số mặt hàng chiến trường sang Nga vào tháng 10 năm 2023. Chuỗi cung ứng chất bán dẫn thường trải dài trên nhiều quốc gia, với chip được thiết kế ở một quốc gia và sản xuất ở quốc gia khác trước khi được bán cho hàng loạt nhà phân phối hạ nguồn trên khắp thế giới. Điều đó gây khó khăn cho các công ty trong việc xác định người dùng cuối cùng của sản phẩm của họ trong khi liên minh gồm 39 quốc gia, bao gồm các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiên tiến lớn trên thế giới, áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với Nga, thì phần lớn phần còn lại của thế giới vẫn tiếp tục giao thương tự do với Moscow. Khả năng của Nga trong việc thách thức những hạn chế này không chỉ có ý nghĩa đối với cuộc chiến ở Ukraine mà cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về thách thức phía trước đối với Trung Quốc tờ Foreign Policy bình luận. Một số tin ngắn khác. Tại châu Âu, Đức không cần kho vũ khí hạt nhân riêng, theo lời thủ tướng nước này Olaf Scholz ngày 19 tháng 3, khi bình luận về đề xuất cho rằng Berlin nên cùng với các đối tác liên minh châu Âu, EU giảm sự phụ thuộc vào chiếc ô bảo vệ của Mỹ. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, vẫn là nền tảng của an ninh châu Âu và bất chấp một số khác biệt chính trị với Mỹ, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn bền chặt và cần thiết. Ông nói rõ, không có lý do gì để thách thức những yếu tố rất có giá trị, đó là NATO và hợp tác xuyên Đại Tây Dương theo Anadolu. Nông dân Ba Lan biểu tình rầm rộ trên toàn quốc trong ngày 20 tháng 3. RMF24 đưa tin, những người biểu tình đã cảnh báo về việc phong tỏa đường tại hơn 500 điểm dân cư, máy móc nông nghiệp sẽ xuất hiện trên đường phố và đường cao tốc. Nông dân cũng tuyên bố sẽ chặn khoảng 10 tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến thủ đô Warsaw. Tổng cộng có 580 cuộc biểu tình được thông báo, trong đó ít nhất 70.000 nông dân sẽ tham gia. EU đạt thỏa thuận gia hạn miễn thuế nhập khẩu nông sản Ukraine cho đến tháng 6 năm 2025, theo thông cáo của Nghị viện châu Âu ngày 19 tháng 3. Các nhà đàm phán của Nghị viện châu Âu đã nhất trí thêm yến mạch, ngô, ngũ cốc và mật ong vào danh sách áp thuế khẩn cấp, nhưng vẫn giữ mức giới hạn là lượng nhập khẩu trung bình của hai năm 2022 và 2023. Nghị viện châu Âu đảm bảo EC sẽ hành động trong vòng 14 ngày, thay vì 21 ngày như đề xuất ban đầu nếu lượng hàng nhập khẩu từ Ukraine đạt đến mức giới hạn. EC cũng cam kết sẽ theo dõi hàng lúa mì và các loại ngũ cốc khác nhập khẩu từ Ukraine để hành động nếu chúng gây gián đoạn thị trường EU, theo Reuters. Nga tập trận hải quân toàn diện, bao gồm cả bắn đạn thật, trên vịnh Peter Đại Đế và biển Nhật Bản. Thông cáo báo chí của hạm đội Thái Bình Dương Nga cho hay, phân đội tàu, bao gồm anh hùng liên bang Nga Anda Sidenzerpov, các tàu hộ tống Gromki và Sovoseni đã đẩy lùi các cuộc tấn công mô phỏng bằng thuyền không người lái và máy bay không người lái hiện chưa rõ thời gian diễn ra cuộc tập trận. Vịnh Peter Đại Đế là vịnh lớn nhất của biển Nhật Bản, nằm giữa Nga và Nhật Bản, theo Interfax, Nga-Ukraine. Nga sẽ thành lập hai đội quân mới, ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố. Binh sĩ nước này đang đẩy lùi lực lượng Ukraine, khiến Mỹ và các nước vệ tinh cực kỳ quan ngại về sự thành công của lực lượng vũ trang Nga. Bên cạnh đó, ông cho biết Nga đã tuyển dụng hàng trăm nghìn binh sĩ hợp đồng và sẽ thành lập hai đội quân mới và 30 đơn vị mới, bao gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn, theo Reuters. Mỹ quan ngại về sự sống còn của Ukraine trong giai đoạn hiện nay, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông Austin cam kết rằng Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại và hoàn toàn quyết tâm duy trì nguồn hỗ trợ an ninh và đạn dược dành cho Kiev, gọi đây là vấn đề danh dự và an ninh với Washington. Tuy nhiên, ông không tiết lộ Washington sẽ hỗ trợ Ukraine ra sao nếu không có thêm nguồn tài trợ, trong khi gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ vẫn đang bị ngâm tại Hạ viện Mỹ, trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ bị sốc vì Washington vẫn chưa phê duyệt gói viện trợ trên giữa lúc Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí, theo Reuters. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ video để kênh có nhiều động lực ra video hơn.